Vào chiều ngày hôm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án 38 bị cáo trong đại án Việt Á. Đáng chú ý, ngay trước khi tuyên án, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa cho quay lại phần tranh tụng. Vì đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ, miễn trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục tuyên án. Hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra tố tụng các cơ quan đã làm đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, khai báo tại tòa cho thấy Phan Quốc Việt đã thông đồng với các bị cáo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và một số cá nhân liên quan đã biến tài sản của nhà nước là kit test COVID-19 thành tài sản của công ty, nâng khống giá, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ. Tòa cũng đánh giá cao việc hợp tác với cơ quan điều tra của các bị cáo để làm sáng tỏ vụ án, đồng thời ghi nhận nhiều bị cáo trong vụ án này có đóng góp tích cực trong việc phòng chống dịch COVID-19. Về phần dân sự, hội đồng xét xử tuyên Phan Quốc Việt phải bồi thường hơn 400 tỷ đồng cho CDC của 19 tỉnh thành. Số tiền hưởng lợi bất chính từ kit test COVID-19 của Việt Á là hơn 1.200 tỷ đồng. Sau khi trừ số tiền bồi thường thì phần còn thừa sẽ phải sung công quỹ của nhà nước. Tiến hành tuyên án, hội đồng xét xử tuyên bố trường hợp của ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, được miễn trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Danh nhiều lần từ chối nhận tiền của Việt Á. Với các bị cáo khác, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị tuyên án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị tuyên án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt bị tuyên 14 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt trong vụ án này là 29 năm tù. Cựu Phó Tổng Giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp phải nhận 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt trong vụ án này là 15 năm tù. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình Bộ Y tế bị tuyên 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác phải nhận từ 30 tháng tù treo đến 13 năm tù giam.